Sự tin tưởng trong thế ngồi của mình, hình dung trong cách thức chúng ta ngồi. Chúa đang ôm đỡ chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tôi mời anh chị em hãy để tay lên trên đùi của mình, khẽ nhắm mắt lại, để ý đến hơi thở của chúng ta. Tôi mời anh chị em để khuôn mặt của chúng ta được nghỉ ngơi. Lạy Chúa, khuôn mặt của chúng con được mời tiếp giáp với cuộc sống thường ngày. Ăn hẳn lên khuôn mặt chúng con không biết bao nhiêu dấu vết của thời gian. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một cuộc sống để dấn thân. Chúa ban cho chúng con một cuộc sống để tìm ra thánh ý Chúa, và khuôn mặt của chúng con đã được trực diện với cuộc sống thường ngày trong cuộc sống bôn ba. Giờ đây, chúng con để khuôn mặt của chúng con với một tư thế nghỉ ngơi. Chúng con hình dung Chúa cũng nhìn chúng con. Chúa cho chúng con thấy diện mạo của Chúa trong sự thinh lặng. Lạy Chúa, Chúa đã nhìn chúng con bằng đôi mắt yêu thương của Chúa từ thuở đời đời. Mà trong yêu thương đó, Chúa gọi chúng con làm người. Chúa mời chúng con trở nên người cha, người mẹ, anh em, bạn hữu, những người dấn thân trong đời sống ơn gọi. Và Chúa tiếp tục nhìn chúng con bằng khuôn mặt của lòng thương xót. Khoảnh khắc này, hãy để cho chúng con được nhìn Chúa trong khuôn mặt yêu thương của lòng thương xót Chúa. Tôi mời anh chị em khẽ để đôi vai của chúng ta được nghỉ ngơi. Lạy Chúa, đôi vai mà chúng con gánh vác biết bao nhiêu bổn phận, đôi vai chúng con gánh vác biết bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống đời thường, chất chứa không biết bao nhiêu nỗi lo toan. Vậy mà Chúa vẫn nhắc nhở chúng con, hỡi những ai đau khổ, khó nhọc, hỡi những ai có gánh nặng trong cuộc đời của mình, hãy đến với ta. Ta sẽ bổ sức cho và ban cho ngươi được ánh êm ái và gánh nhẹ nhàng của ta. Khoảnh khắc này, lạy Chúa, xin đỡ gánh và xin giúp chúng con được hiện diện với Chúa trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Tôi mời anh chị em khẽ để đôi tay của chúng ta được nghỉ ngơi. Thẩm thị nói với Chúa, lạy Chúa, đôi tay kiến tạo, nhưng cũng có những lúc đôi tay chúng con đã làm phá vỡ, đánh đổ biết bao nhiêu những điều tốt đẹp mà Chúa dựng cho chúng con. Đôi tay mà chúng con được mời gọi nắm bắt tình yêu của Chúa, nhưng có những lúc chúng con lại nắm bắt của cái danh vọng. Có những lúc chúng con nắm bắt sự ích kỷ của cuộc đời và làm đó là nguồn thích thú cuộc sống của mình. Lạy Chúa, xin nắm bắt đôi tay chúng con trong khoảnh khắc này. Tôi mời anh chị em
khẽ để đôi chân của chúng ta được nghỉ ngơi. Thầm thì nói với Chúa: lạy Chúa, đôi chân Chúa dẫn lối vào cuộc sống, đôi chân bước vào trong bổn phận, đôi chân mà chúng con đã đi những bước song hành với Chúa, với vợ chồng, con cái và những người thân quen. Chúa đã cho chúng con đứng vững trên cuộc đời này bằng những đôi chân với sự kiên vững và can đảm. Tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn tiếp tục chúc phúc cho đôi chân yếu đuối đấy được bước những bước vững chắc trong niềm tin của chúng con. Nhưng trong khoảng khắc này, chúng con cũng nhớ những lúc chúng con đã bước vào lỗi tội của mình một cách rất êm ái. Có những lúc chúng con thích đi tắt, có những lúc chúng con cảm thấy cái vũng bùn êm ái của cái tính tình ích kỷ, của những lúc mà chúng con trở thành những người chỉ biết sống quan tâm đến những cái gì tốt đẹp riêng cho mình. Thì lạy Chúa, đêm nay Chúa cho đôi chân của chúng con được nghỉ ngơi. Vậy giờ đây chúng con tạ ơn Chúa. Tôi mời anh chị em khẽ để toàn thân của chúng ta được nghỉ ngơi. Mượn thế ngồi của chúng ta là cung cách và lời kinh cầu nguyện dâng lên Chúa. Xin hãy đón nhận tất cả thuộc về con, lạy Chúa. Xin thánh hóa chúng con bằng những yếu đuối và những lỗi tội và những cố chấp. Lạy Chúa, xin thở hơi thần khí Chúa trong linh hồn chúng con. Tôi mời anh chị em khẽ hít vào, thầm thì nói với Chúa: con yêu mến Chúa. Chúng ta hít vào. Và khi thở ra, thầm thì nói với Chúa: lạy Chúa, xin tha thứ chúng con. Một lần nữa hít vào: con yêu mến Chúa. Xin tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa, vậy tất cả những gì thuộc về con, vậy tất cả những gì mà chúng con ao ước khao khát, chúng con dâng lên Chúa. Xin Chúa chiếm hữu chúng con trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin Đức Mẹ và Thánh Giuse đồng hành với chúng con, an ủi chúng con trong những đêm mà chúng con tĩnh tâm với nhau. Ở với chúng con, đi với chúng con, an ủi chúng con, biến đổi chúng con, lạy Chúa. Ban cho chúng con tình yêu và ân sủng của Chúa đối với chúng con. Thế là đủ. Thế là đủ. Và xin đừng để chúng con lìa xa Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Khẽ mở mắt ra trong thinh lặng. Thầm thì tạ ơn Chúa. Mời chúng ta đứng lên. Chúng ta cùng nhau hát bài hát Trời Cao một lần nữa với tâm tình sốt sắng. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa ở tận chùa.
hãy mưa tấn cứu đời. Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nay đang than ngưỡng mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đấng cứu đời. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nữ Vương Thánh Mẫu La Vang, các thánh tử vị đạo nước Việt Nam, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Mời anh chị em an tọa. Anh chị em buồn ngủ không? Lúc cầu nguyện có cảm thấy phê không? Có cảm thấy mình sắp sửa gọi là chu du miền cực lạc không? Ê, tôi vẫn nói mọi người thế này này. Tại sao mà cứ đợi đến lúc mà chết thì người ta mới bắt đầu gọi là chúc nhau phiêu diêu miền cực lạc? Trong khi thì cực lạc nó nằm ở đâu? Ở ngay đây rồi. Anh chị em có đồng ý không? Lạc là gì? Lạc là gì? Là vui. Ở ngoài Bắc có một cái xứ người ta gọi là xứ lạc quần. Tức là những ai trong đó đều là thành viên của lạc quần. Giáo dân cũng lạc quần, mà cha xứ cũng lạc quần luôn. Đấy. Nghĩa là quần tụ trong niềm gì? Niềm vui. Thế thì còn có một cái giáo xứ nữa gọi là lạc đạo nữa cơ. Đấy. Đạo là dưới, là đường. Mà lạc là gì? Là vui, đường đến niềm vui. Cho nên cái giáo xứ đó đó, đến cái nhà thờ là vui rồi. Đấy. Thành thử ra gọi là giáo xứ lạc đạo. Đấy. Thế thành thử ra chúng ta đến với Chúa thì phải vui chứ buồn có đến không? Tôi quan niệm như vậy. Nếu thiên đàng là một cái nơi mà buồn, chắc tôi chẳng thích đến làm gì đâu. Đấy. Nó phải vui tôi mới thích đến. Anh chị em đồng ý không? Thế thì niềm vui có Chúa trong những ngày này là niềm vui được đi vào trong tâm tình của mùa gì? Mùa vọng. Mà tôi nói với anh chị em điều này, hôm nay là cái đêm đầu tiên mà chúng ta sẽ nói về mùa vọng. Thì tôi có một vài tâm tình. Thứ nhất, mùa vọng đó là mùa đợi chờ. Người ta vẫn nói như vậy. Mà tiếng Việt nó hay lắm đó. Nó gồm có hai cái động từ là vừa đợi và vừa gì? Vừa chờ. Mà cái giống mà đợi và chờ đó, người ta sẽ hỏi câu này: đợi cái gì và chờ gì? Chờ ai? Có không? Thế thì trong cái kinh nghiệm thường ngày của mình ấy, thì cái đợi nó nhiều hay cái chờ nó nhiều? Đợi nó nhiều. Còn cái chờ thì nó làm sao? Nó cũng nhiều, nhưng mà xem ra nó gì? Nó không bằng cái gì? Cái đợi. Thế thì mùa vọng là mùa kết tụ cả hai cái, vừa đợi và vừa gì? Vừa chờ. Thì câu hỏi người ta đặt ra là đợi chờ cái gì? Thế thì bây giờ nhân tiện ở đây hỏi cộng đoàn chúng ta ở đây là con cái Chúa, mà quy tụ về đây toàn là những người chiến cả. Giữ đạo cũng đã đến mấy chục năm, có người đã đến 70-80 năm rồi, gần đất xa trời rồi. Thế thì bây giờ hỏi điều này, mùa vọng là đợi chờ, mà đợi ai? Chờ ai và đợi cái gì? Thì trả lời làm sao? Ở đây ai có thể trả lời được? Giơ tay lên xem nào. À đấy, có hai người giơ tay. Thế thì bây giờ
cho xím được nói trước. Xím đứng lên, xím nói với tất cả cái phổi của mình nhé, nói thật to. À, chị bảo là trong mùa vọng này chúng ta chờ đợi Chúa gì? Chúa đến. Anh chị em đồng ý không? Đồng ý không? À, thế thì bây giờ Chúa đến, mà Chúa đến làm sao nào? À, bây giờ mời anh, xin mời anh. À, anh nói là mùa vọng là mùa đợi chờ Chúa sinh ra và đến với gì? Nhân loại. Anh chị em đồng ý không? Cho hai người đóng một tràng pháo tay. Thế thì tôi xin thưa thế này này. Nếu mùa vọng là mùa chờ Chúa đến với chúng ta một lần, và nếu mùa vọng là mùa chờ đợi Chúa sinh ra và đến với nhân loại, thì thôi xin thưa điều này, xưa rồi Diễm ơi. Xưa rồi Diễm ơi, mùa vọng không phải vậy. Mà thôi, xin nhắc đến cái chữ mà thôi. Mùa vọng không phải là mùa chỉ có đợi chờ Chúa đến với nhân loại mà thôi. Mùa vọng thật sự đó, bốn cái quy tuần mà giúp cho chúng ta sống cái mùa vọng đó là sự đợi chờ Chúa đến đúng lắm. Nhưng mà không phải đến để sinh ra một lần nữa, vì Chúa đã sinh ra chưa anh chị em? Sinh ra rồi. Mà chúng ta đợi chờ Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Tôi nhắc lại, mùa vọng là mùa nhắc nhở chúng ta là Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Cái này chúng ta không có ý thức lắm. Mà chúng ta biết rằng là mỗi một lần đi lễ đó thì được nhắc nhở cái điều này. Khi chúng ta dâng thánh lễ, khi mà cha đã truyền phép bánh và rượu để trở thành mình máu Chúa rồi đó, thì chúng ta dùng cái câu tung hô, anh chị em nhớ không ạ? Đây là mầu nhiệm đức gì? Đức tin. Con tuyên xưng Chúa gì? Chúa gì? Tôi con tuyên xưng Chúa gì? Chúa chết đi. Con tuyên xưng Chúa gì? Sống lại. Và trong vinh quang con tin Chúa gì? Chúa đến. À, ngày xưa người ta dùng cái chữ gọi là con tuyên xưng Chúa đã chết đi. Và con tuyên xưng Chúa gì? Đã sống lại. Và con tin Chúa lại gì? Lại đến. Mà ngày hôm nay ta bỏ hết cái chữ đã, bỏ chữ lại. Đố anh chị em tại sao vậy? Ai biết nói thử. Nếu mà nói đúng tôi dẫn đi ăn phở. Anh chị em trả tiền. À đấy, đấy. Thế thì à, bây giờ bắt đầu mình mới khám phá ra này. Từ hôm nọ hôm nay nhiều khi nghe nhiều mà không để ý. Không để ý. Thế này là sở dĩ người ta bỏ chữ đã đi là bởi cái đã này nó xưa rồi Diễm ơi. Đúng không? À, mà bảo là Chúa lại đến thì hóa ra là cái việc đến của Chúa nó lại làm sao? Nó tùy thuộc vào cái thời gian của ai? Của mình. Của mình. Trong khi mình được sinh ra trong thời gian tùy thuộc của ai? Của Chúa. Chúa sinh chúng ta trong thời gian của Chúa hay Chúa sinh chúng ta trong thời gian của mình? Của Chúa. Đọc Thánh Kinh chúng ta thấy là trước khi có mọi sự, anh chị em nhớ không ạ? Đấy, đọc Sáng Thế Ký nhớ không ạ? À, từ khởi nguyên, anh chị em nghe cái từ đó không? Đấy. Chưa có cái gì hết. Thế thì trong cái khoảng khắc đời đời của Chúa, mà Chúa sinh ra khoảng khắc mà chúng ta có ngày hôm nay, thế thì người ta mới bỏ cái chữ đã, mới bỏ cái chữ lại đi, là bởi vì nhắc rằng là cái việc mà Chúa đến là Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang theo thời khắc của ai? Của Chúa. Chứ không phải thời khắc của gì? Của mình. Mà thời khắc của Chúa thì vô gì? Vô hạn. Còn thời khắc của mình thì làm sao? Hữu hạn. Bởi vậy người ta mới bảo chúng ta đến thế gian rồi chúng ta về với Chúa. Đến rồi gì? Rồi về. Có nghe bao giờ không ạ? Đấy. Sắp sửa ngồi đây đi buôn bán ở đâu vậy? Đấy. Cha mà không dạy được thì về không bao giờ dạy được con cái đâu. Đấy. Thế thì chúng ta mới thấy là à, đến rồi về. Bởi vậy mấy người ta cứ bảo đến thế gian, về với Chúa.
Chỗ tôi buồn cười lắm, nhiều khi người ta hay đưa cái tin phân yêu lên radio đó. Mà lắm lúc người ta đưa cái tin là tôi nghe tôi cứ buồn cười. Và trong niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, gia đình con rất lấy làm đau đớn báo tin là Chúa đã gọi linh hồn đấy về với Chúa, thì ra gọi về là con đau đớn lắm. Thế thì nghe nó có buồn cười không? Thế thì bây giờ mới bắt đầu mà. Kiếp con người là sinh ký tử gì? Tử quy, sống gửi thác gì? Thác về. Tức là mình biết mình có một cái khoảng khắc đời đời. Mà khoảng khắc đời đời nó tùy thuộc vào khoảng khắc hiện tại chúng ta đang có. Để nhờ đó chúng ta mới hiểu được cái cách thức chúng ta đến với Chúa trong sự đời đời. Mà bây giờ muốn đến với Chúa trong sự đời đời thì phải hiểu ngay lúc này. Đừng có đợi cho lúc chết rồi mới hiểu. Thì lúc bây giờ đã muộn gì? Muộn rồi. Vì thế, vì vậy, cho nên rằng là đợi chờ Chúa đến trong vinh quang lần thứ hai không có nghĩa là ngày mai Chúa đến. Mà thật sự nếu Chúa muốn, Chúa đến ngay ngày hôm nay được không? Từ giờ cho đến 12 giờ đêm Chúa đến được không? Mà ngay khúc lúc này Chúa đến được không? Sẵn sàng chưa? Mát hết một lượt. Chưa có thấy ai mát bằng cộng đoàn này. Về khoe với chồng: tối nay tôi đi tĩnh tâm vui lắm. Hỏi gì ông cha nói chứ giờ sẵn sàng chưa? Tôi sẵn sàng. Giờ ông chưa sẵn sàng ông ở lợi nghe. Tôi đi nghe. Mời nấu cơm nghe. Cộng đoàn này mát. Chỗ tôi có cái gọi là các cụ ấy. Tôi mới dâng lễ, tôi nói thú thật với anh chị em. Tôi mới rời nhà hôm tối Chủ nhật. Thì cái ngày thứ sáu ấy, thứ sáu thì tôi có cái thói quen là dâng lễ ở ngay chỗ trung tâm công giáo. Các cụ đi lễ đồng lắm. Các cụ mà già rồi giờ không có việc gì làm ấy. Thỉnh thoảng buổi tối 2-3 giờ sáng dậy xong rồi gọi phone, không biết kiếm đâu ra số phone của cha. Gọi từ chỗ gọi là cái văn phòng gọi là lo về an ninh ở trên trường ấy, hỏi nó thấy bảo cái gì cần thiết, bảo cần thiết lắm, nó cho số phone. Thế lúc ấy gọi phone cho cha, 3 giờ sáng dựng đầu cha dậy: thưa cha. Họ có gì vậy? Thưa cha, con buồn quá. Con buồn, lòng con buồn đến chết đến được. Cha nghĩ bụng thôi cứ chết đi, ngày mai Chúa sẽ cho sống lại. Thế thì buồn cười, đi lễ trung tâm công giáo ngày thứ sáu xong rồi tôi mới hỏi: thế thì chết rồi làm sao sống lại phải không ạ? Thím này ngây thơ quá, cứ nói sao tin vậy. Người ta gọi là chết đứng. Thế thì tôi cũng nói với anh chị em vậy thôi. Tôi bảo đấy, mùa vọng là mùa chúng ta sống để mà chờ Chúa đến trong vinh quang lần thứ gì? Thứ hai. Thế tôi mới nói với các cụ: thế thì các cụ đã sẵn sàng chưa? Thì bằng đây các cụ đều nói: thưa cha, con gì? Sẵn sàng như anh chị em vậy. Xong rồi tôi mới hỏi: thế thì bây giờ cộng đoàn ai cũng sẵn sàng thì tối nay ai tình nguyện đi trước giơ tay lên. Không thấy ai giơ tay. À, chị giơ tay thì đi trước hả? À, anh ấy đang ở đâu? À, ống ở trên đấy rồi à? Điều đó làm cho tôi hiểu ra hơn. Thế thì chúng ta mới thấy là họ nói là nói, nhưng mà hiểu trong thực tại hiện tại thì không có cái sự sẵn gì, sẵn sàng. Cái chuyện nó đơn sơ vậy thôi. Chúa đến trong vinh quang lần thứ hai mà phải hỏi đến cái lúc mà Chúa đổi giờ, tức là lạy Chúa mấy giờ, ngày nào. Thế thì chết rồi. Còn có nhiều cụ nói với Chúa: lạy Chúa thì còn khổ quá, còn sẵn sàng rồi, Chúa gọi là con đi thôi lạy cha. Nhưng mà không hiểu tại sao Chúa không chịu gọi. Xong rồi tôi mới nghĩ bụng mà, không biết ông này ông có mát không. Xong rồi ông ngồi hồi ông ngẫm nghĩ mà, à giờ con hiểu ra ý nhiệm màu của Chúa rồi, con sẵn sàng. Mà con cũng muốn đi, mà có thể Chúa gọi con thật, nhưng mà khốn cái tối ngủ con bỏ cái máy điếc ra thành con chẳng nghe gì cả. À, vỗ tay thì cứ giờ vỗ đi, cho vỗ đi. Đấy, đấy, đấy.
Thưa với cộng đoàn, tớ giảng tớ cũng khát nước đấy. Chúa Giêsu phán Chúa đang khát. Mới phán có một nhời 7-8 xím chạy mất. Thế thì bây giờ, thế thì tôi nói cái này để anh chị em hiểu này, là khi tôi nói cái này anh chị em đừng có nghĩ rằng là tôi bày trò cho anh chị em cười. Nhưng mà tôi nói như vậy để anh chị em thấy là đúng đấy, chúng ta tin như vậy, chúng ta nói như vậy, chúng ta xác tín như vậy. Nhưng mà tâm tình chúng ta khi chúng ta sống thì chúng ta lại chưa thực sự đặt hết lòng của mình trong những điều mình hiểu. Vậy thì Chúa đến trong vinh quang. Trong các người nữ được Chúa dựng nên, không ai có biết ơn, không ai có ơn lo liệu như chị. Chị lo liệu cho thầy cả một chai nước mà chị không cho cái ly. Để thầy cả phải tu. Thật là mất thẩm mỹ. Bây giờ chị có ơn lo liệu ở đây này đấy. Chị đưa cho cái ly này thì nó như thế là một cái ly này chỉ nhấp nước trà, thầy cả khát uống không đã. Gương sao thầy cả khó tính thế. Thế thì tôi nói cái này để anh chị em hiểu này, khi chúng ta thấy Chúa đến trong vinh quang, đây không có nghĩa là chúng ta ngồi hỏi Chúa lạy Chúa giờ nào hay là lạy Chúa khoảng khắc nào. Không, hiểu biết như vậy là hiểu biết nông cạn. Vì thế giáo hội đặt ra 4 tuần của mùa vọng để làm gì? Để nhắc nhở là khoảng khắc mà Chúa đến trong vinh quang lần thứ hai, phải hiểu là Chúa đến không ngừng nghỉ trong khao khát tốt lành của Chúa. Bởi vì Chúa ao ước chúng ta được trọn vẹn thuộc về yêu thương của Ngài. Trong vinh quang của Chúa chỉ có một cái duy nhất mà chúng ta tìm được, đó là tình yêu của Chúa và lòng thương xót của Ngài. Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình gì? Tình yêu. Cho nên là khi nói Ngài đến trong vinh quang, đừng có nghĩ rằng là thiên thần thổi loa theo cái cung cách chúng ta hiểu nghĩa đen mà thôi. Hay là đừng có hiểu rằng là cái thế giới này nổ tung ra. Tôi không ngồi đây cắt nghĩa những điều đó. Hay là chúng ta lo sợ là điểm nọ xảy ra sự gọi tranh chấp, chiến tranh, rồi những tai ương xảy đến. Điều đó có. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ điều này. Ngay từ thuở đời đời Chúa dựng chúng ta nên, Ngài ao ước và Ngài khao khát gì khi Ngài dựng chúng ta nên? Có phải Ngài dựng chúng ta nên để chúng ta làm tôi Ngài không, thưa anh chị em? Hay là Ngài dựng chúng ta nên vì Ngài chỉ có một điều duy nhất thôi, vì Ngài đầy yêu thương, và trong yêu thương tràn trề đó mà Ngài dựng chúng ta, và Ngài chỉ ao ước chúng ta được cảm nếm yêu thương đó để được thuộc và trọn vẹn với Ngài. Cho nên đấy, Chúa đến trong vinh quang là ngay khoảng khắc này. Vì giờ khắc của Chúa không có thể nào bị bất cứ một khoảng khắc của thế gian, hay khoảng khắc của bất cứ nơi chốn nào, hay một khoảng khắc của một quyền lực nào giam hãm được. Thời khắc của Chúa là đời đời chẳng cùng. Vì thế chúng ta hay đọc cái lời kinh sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như gì? Như đã có trước gì? Vô cùng. Tức là nếu vô cùng nó có thì ngay cả trước vô cùng cũng chẳng thể nào mà có thể giam giữ được sự hiện diện của Chúa được. Nó vẫn phải nằm ở trong gì? Quyền năng của Chúa. Như đã có trước gì? Vô cùng. Rồi gì nữa? Và bây giờ. Và hằng gì? Hằng có. Rồi gì nữa? Và đời gì? Đời đời. Hết chưa? Chưa. Chẳng gì? Chẳng cùng. Rồi gì nữa? Amen. Hết chưa? Chưa. Amen xong làm sao? Đi ăn cơm. Đấy, khoảng khắc của Chúa nó nhắc nhở chúng ta phải dùng bằng đấy cái sự để nhắc nhở khoảng khắc thời gian của ta này này, để mà nói với lại mọi người chung quanh, nói với vũ trụ, nói với tất cả mọi người là
Chúa đến như vậy đấy. Như đã có chức vô cùng, mà cái vô cùng đó con không ở đó, con không cần biết. Nhưng mà con biết cái vô cùng đó bây giờ nếu mà nó có chăng nữa thì nó cũng không thể so sánh được cái khoảng khắc mà con có là gì. Như đã có chức vô cùng và gì? Bây giờ. Bây giờ. Cho nên ai sống cái khoảng khắc hiện tại bây giờ, ai sống trọn vẹn với Chúa bây giờ, thì người đấy đã cảm nếm được sự đến trong vinh quang của Chúa và tiếp tục đón và mở lòng cho cái sự đến đó từng khoảng khắc của mình. Mùa vọng nhắc cái đó. Vì vậy nó có sự khao khát và nó có cái niềm vui, nhưng mà nó cũng có cái niềm da diết của sự đợi gì? Đợi chờ. Mà bởi vì Chúa đến trong vinh quang lần thứ hai, cho nên là câu hỏi đặt ra là nếu cái vinh quang lần thứ hai nó đẹp và nó quá sức mỹ miều và nó quá sức trọn vẹn như vậy, thì cái điều đến lần thứ hai đó nó có được, sở dĩ nó có được là bởi vì đã có việc Chúa đến lần thứ gì? Thứ nhất. Vì không có lần thứ nhất thì làm sao mà Chúa đến lần thứ gì? Đồng ý không? Và chính vì thế khi hết 4 tuần mùa vọng, giáo hội cử hành lễ Giáng sinh để nhắc nhở vì khoảng khắc của lần thứ nhất mà con vẫn còn da diết ao ước khao khát đợi chờ cho việc Chúa đến từng khoảng khắc lần thứ gì? À, hiểu ra chưa? Giờ hiểu ra chưa? Thích không? Đấy, từ hôm nọ hôm nay cứ ngồi chả hiểu gì cả. Mình không hiểu, nhiều khi nó kẹt lắm. Mình xin, mình gọi là xin mà mình không hiểu đó. Thì người ta hay gọi này, người ta nói này này này. Xin sáng thì Chúa cho gì? Chúa cho sáng. Đấy, Chúa tôi, có cái năm ấy tôi đi giảng ở bên chỗ miền Đông Bắc, tức là cái miền Washington với lại cái miền Maryland. Lạy Chúa thì trong các người nam được người nữ sinh ra không ai mà lịch sự bằng anh. Cho anh một tràng pháo tay đi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không phải lo, nước bao nhiêu cũng được. À, tôi uống còn bao nhiêu tôi để đây tí nữa, gọi là còn dân ngoại tôi rửa tội nốt. À. Tốt quá. Không những có nước mà còn có khăn để mà bôi mà lau cho nó mát. À, khăn lọt mặt của bà Thánh Veronica. Chỉ có mỗi một điều cái khăn này thì bỏ tầng đá thành nó cứng đơ như thế này, không biết bao giờ mới được lột mặt. À. Nhấp miếng đã. Thế thì bây giờ mới bắt đầu thấy, à, hay quá. Cái khao khát đợi chờ đấy, nếu mà con biết cách đổi giờ để đi vào khoảng khắc của Chúa thì tốt quá. Tôi ở bên cái miền Đông Bắc có một năm ấy, tôi đến đấy, cả cộng đoàn sốt sáng cầu nguyện, đang tĩnh tâm rất là vui vẻ. Và khi kết thúc tĩnh tâm xong thì đứng lên hát cái bài ca vừa hát mà anh chị em vừa hát. Trời cao hãy đổ gì? Sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa gì? Đấng gì? Cứu đời. Cầu được ước thấy. Mới vừa hát xong, chưa hết bài hát, lạy Chúa tôi bước ra khỏi cái phòng hội, tuyết rơi. Rơi một cách gọi làm sao? Quả xối xả. Và được biết không những tuyết rơi mà là bão tuyết đến. Thế là mọi người mới nói, lạy Chúa tôi, cha ơi, cha dại dột, cha hát bài này, Chúa để cho tuyết bão đến nơi rồi, cha ơi. Ôi thôi, con xin chào cha, bỏ hết ghế, bỏ tất cả mọi cái, vứt hết chạy, không còn một người nào. Dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Chạy không còn một người nào, là bởi vì chạy đến đâu là tuyết nó đi theo đến gì? Đến đấy. Cha cũng sợ, cha chạy luôn. Quên khóa, quên cả khóa cửa nhà xứ. Chỉ sợ ngày hôm sau đến trộm nó lấy không còn cái gì. Thì ra chẳng thấy mất cái gì, vì đêm đấy lạnh quá, trộm nó cũng không đi ra khỏi nhà. Đấy. Cho nên tôi bảo là xin, xin cái gì phải biết mình xin nhá. Xin sáng Chúa cho gì? Cho sáng. Anh nào mà sống giây phút hiện tại mà không biết cách sống đến nơi đến chốn là có ngày chữa xin Chúa đã cất đi đấy. Thế thì mùa vọng là mùa sống trong khoảng khắc của hiện gì?
hiện tại. Mỗi một ngày ngủ dậy nói với Chúa, lạy Chúa ngày hôm nay xin cho con được thấu hiểu và cảm nếm hơn cái hiện tại này là chính những lúc con đau khổ nhất. Có đau khổ không? Có không? Ai làm cho mình đau khổ? Ngoài mình ra còn ai làm cho mình đau khổ? Hả? Chồng à? Rồi con à? Tôi thấy đi tĩnh tâm lúc nào cũng vậy. Tôi nhìn chung quanh không thấy các ông đâu cả, mà thấy các bà đi tĩnh tâm nhiều. Bây giờ tôi mới hiểu là cha Hưởng nói với tôi là thường thường cái gì mà các bà, cái gì mà tổ chức thì các bà cũng đều hưởng ứng đi đông. Mà ngay cả khi Chúa chết, các bà vẫn đi đông hơn các ông. Đấy. Có không? Đó là chân lý đấy. À. Biết các ông đi đâu hết rồi. À. Thế thì bây giờ, ai làm cho mình khổ? Mình làm mình khổ. Rồi ai nữa? Chồng. Rồi gì? Con. Còn các ông thì bảo ai mình làm mình khổ? Người ta nói cái câu vợ là gì? Vợ là gì? Là nợ. Tôi không thấy các ông nói, chỉ thấy các chị nói thôi. Bây giờ tôi mới hiểu là các chị tuyên xưng đức tin đấy. À. Vợ là cái nợ, mà con là oan gì? Oan gia. À đấy. Nhưng mà cuộc đời có vui không anh chị em? Vui không? Vui chứ. Khoảng khắc của hiện tại là tổng hòa giữa đau khổ và niềm gì? Niềm vui. Nhưng mà có những cái đau khổ và niềm vui mà người ta nói điều này. Đau khổ ai cũng có, nhưng đau khổ mà có Chúa thì nó khác. Còn đau khổ mà không có Chúa thì nó làm sao? Nó khác. Đồng ý không? Đồng ý không? Cho nhau một tràng pháo tay đi. Đau khổ có Chúa nó khác. Mà nếu đau khổ có Chúa là đau khổ như thế nào? Đau khổ có Chúa là đau khổ như thế nào? Là đau khổ trong tình gì? Tình yêu và niềm hy gì? Hy vọng. Tôi nói thật với anh chị em, tôi đi làm việc cho sinh viên đó. Các em sinh viên thỉnh thoảng nó cứ hay đến, nó cà khịa, nó cà khịa với tôi. Nó bảo con khổ quá chạo. Mà mày khổ tao cũng khổ. Bảo con khổ 10, tao khổ 100. Nó đem nó bảo cha nói cái gì cũng được, bởi vì tao làm linh mục. Nó bảo thưa cha, cha khổ nhưng mà cha có các cha ở trong nhà. Cha khổ cha có Chúa, còn con khổ con chả có ai cả. Và khi nó nói câu đó, tự dưng trong lòng tôi nó thốc một cái nỗi đau rất lớn. Một đứa trẻ mà nó nhận thức được điều đó, tức là nó hiểu và nó so sánh được việc có Chúa và sự vắng bóng của ai? Của Chúa. Và đối với tôi, một cảm nghiệm hiểu biết như vậy đủ cho tôi biết một điều là ân phúc vẫn còn trong cuộc đời. Vì một người trẻ nhận thức ra là Chúa quan trọng đến mức độ nào trong cuộc sống của mình. Và niềm vui cũng vậy. Niềm vui có Chúa đó thì nó khác. Còn niềm vui mà vắng bóng Chúa thì nó gì? Nó khác. Niềm vui có Chúa là một cái niềm vui âm thầm, một niềm vui mà chúng ta hiểu trong tình yêu, tức là vui trong cái yêu mà vui. Bởi vì trong tình yêu đó nó chan hòa mình cái sự mà ta gọi là bác ái và đi ra khỏi con người của mình để trao cái niềm vui đó cho kẻ gì? Kẻ khác. Trong khi cái niềm vui mà không có Chúa thì niềm vui đó là niềm vui giữ chọn cho riêng gì? Riêng mình. Chỉ có cái sự gọi là vờ vẹt thôi. Đồng ý không? Cho nên chính như thế nó định lượng ra một cái ranh giới rõ ràng là giữa một con người mà sống có Chúa và một con người sống mà bất cần để Chúa đi gì? Đi vắng. Mua vọng nhắc cái đó. Lạy Chúa, khoảng khắc nào là khoảng khắc con tập để có Chúa?
Xin lỗi anh chị em, Chúa thì có đấy đấy. Nhưng mà muốn nghiệm được Chúa có trong đời mình đó, không phải ai cũng dễ nghiệm đâu. Mà mình phải gì? Phải tập. Mình phải tập. Đồng ý không? Đấy. Các sơ có tập không vậy? Ngày Chúa ơi, ngày hôm nay thật là vô cùng sung sướng ấy. Có các rì ngồi ở đây à. Các rì này là dòng Bến Thánh Giá cái chum đấy. À, xin lỗi, cái nhum chứ phải cái chum. Này, thương lắm thì ta mới trêu đấy nhá. Chúng ta có thương các rì không? À, thương chứ đấy. Thế mà chọc các gì cứ ngồi như vậy. Còn không chọc các gì hỏi. Trêu các gì là các gì hay gọi là ngựa lườm ấy, nguýt ấy. À. Nói vậy chứ thích lắm đấy nhá, thích lắm đấy. Thầy cho các rì mà chẳng hỏi lại đây đấy. À. Các rì mấy ngày hôm nay cũng vật lộn với thời khao biểu của mình, nhưng mà cũng đến đây ngày hôm nay mà đến đây tĩnh tâm với chúng ta cũng là một hy sinh lớn lắm, mà đảo lội, nghĩa là cũng phải đổi giờ đấy. Phải đổi giờ mới đi tĩnh tâm đấy. Là bởi vì thường khác ở nhà là đến cái giờ đó là phải gì? Phải đi nghỉ rồi, để ngày hôm sau phải dậy sớm. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ phải đổi giờ bởi vì tìm Chúa trong hiện gì? Hiện tại. Cho nên là hiện tại của thế gian thì bây giờ là nhập cuộc vào thế gian để tìm Chúa. Cho nên tối ngày hôm nay được gọi là thức khuya, thích lắm. Tối này về thế nào cũng được nồi chè. Thế thì mùa vọng nhắc lại là mùa đợi chờ Chúa đến lần thứ gì? Thứ hai. Nhưng mà bởi vì niềm trông đợi thứ hai đó nó trọn vẹn hay không, là bởi vì nó dựa vào tình yêu của Chúa đến lần thứ gì? Thứ nhất. Rồi một điểm nữa nói với anh chị em điều này nhé. Chúng ta quá chú trọng nhiều về phương diện Chúa đầy uy quyền. Cho nên chúng ta hay đến với người có quyền gì? Có quyền chức, có quyền hành. Có không? Có không? Đến một cái nơi nào đó mà anh chị em cứ thấy coi. Thế mà cái nơi nào mà người ta bảo linh thiêng à, chỉ 3, 7, 21 ngày, ngày hôm sau không thấy Chúa đâu hết mà thấy toàn đồ linh thiêng đầy rẫy. Anh chị em có công nhận không? Tại sao vậy? Vì người ta thường có khuynh hướng tâng cho Chúa lên gì? Lên trận chỗ tối cao, tuyệt đỉnh. Đó là tâm thức của con người. Tâm thức của Thiên Chúa. Thiên Chúa, ao ước của Chúa thì không có cái chiều gọi là cao, chiều thấp. Mà Chúa chỉ có ao ước một điều thôi. Chúa không cao với chúng ta, Chúa không thấp với chúng ta, Chúa không có gọi là sang hay hèn. Mà Chúa chỉ có một nơi duy nhất thôi. Đó là được ở với chúng ta. Được gần kề chúng ta. Vì vậy chúng ta khao khát gần kề Chúa là như vậy. Cho nên chúng ta quá chú trọng nhiều trong cái phương thức đến với Chúa trong cái gọi là đầy quyền uy. Để ý thử coi một cái nơi nào mà chúng ta muốn tâng bốc Chúa lên đầy quyền uy thì đèn nến nhiều, để hoa quả đầy rẫy, nang nhang thì đổ đổ để đốt, nghĩa làm sao? Mịt mù, có không? Có. Hình thức bắt đầu đẻ ra. Và chúng ta quên một điều, khi nghiệm quyền uy mà càng tạo những cái gì để tỏ sự quyền uy thì chúng ta lại càng thất vọng. Vì thưa anh chị em, mình có quyền đâu. Mình làm cái mấy chăng nữa thì hóa ra mình cũng bị cười hơ hơ hơ. Bởi vì Chúa đầy quyền uy thật, nhưng mà Chúa có thích đầy quyền uy không anh chị em? Chúa có thích đầy quyền uy không? Mà Chúa có mong chúng ta phải ca tụng Chúa đầy quyền uy thì Chúa mới có thêm quyền uy không? Không. Bởi vậy trong một cái câu cầu nguyện, trong cái lời nguyện thánh thể nói rằng là việc chúng con ca tụng Chúa không thêm điều gì cho Chúa, nhưng lại sinh phần ích cho chúng gì? Chúng con. Có nhớ không ạ? Nhớ. Cho anh chị em nhớ cái điều đó. Thế thì mùa vọng còn nhắc một điều này. Thực tại mà chúng ta được mời gọi đó không phải chỉ duy và nệ vào có một điều là Thiên Chúa đầy uy quyền, nhưng mà Thiên Chúa đầy tình yêu và lòng thương gì? Thương xót. Chỉ có thế thôi. Mầu nhiệm nhập thế là một mầu nhiệm mà chúng ta ca tụng trong đêm Giáng sinh. Mầu nhiệm đó không phải là mầu nhiệm nệ vào quyền uy của Thiên Chúa,
Khi Chúa sáng tạo vũ trụ không phải chỉ quyền uy của Chúa, mà Chúa sáng tạo vũ trụ vì lòng yêu thương và đầy thương xót của ai? Của Chúa. Tôi vẫn nói với anh chị em nhiều lắm rồi, mà tôi đi giảng nhiều nơi lắm. Xin lỗi anh chị em, mình thích người có quyền, mình thích bén rễ với những ai mà gọi là có chức, mình thích cái chỗ mà nó cao. Hồi nãy đi vào, xếp hàng vào, anh chị em vô mà phải ngồi ngay hàng ngang thì có nhiều người đâu muốn ngồi đâu. Mà thích ngồi gì? Ngồi giữa. Mà lại còn thích giữ gì? Giữ chỗ. Thế thì có nhiều người lúc mà cha bảo phải qua bên đây người ngồi, ai cũng khó chịu. Và cha sao nóng, trong thép cha dễ tính vui vẻ vậy, mà sao mà ông ấy chưa gì ông khó tính thế. Thế mới lúc cho vào đây ngồi hết rồi, bây giờ bảo ủi lạy Chúa thì cũng thích thật đấy. Tôi hỏi anh chị em trong bằng đây cái chỗ ngồi, còn cái chỗ ngồi nào sung sướng bằng ngồi đây không? Ngồi đây anh chị em nom được tôi, mà nom được cả những người chung quanh, mà nom cả cái thằng bé 7 tháng ở đây nữa. Thì tôi hỏi anh chị em có ai được ngồi và nhìn như vậy không? Thế thì anh chị em thấy đấy, đôi khi chúng ta quá nệ vào cái quyền uy, mà chúng ta quá quên đi lòng tình yêu và thương gì? Thương xót. Bây giờ cho đến với Chúa, chọn đến với Chúa vì Chúa đầy quyền uy. Nếu Chúa cho mình hai cái chỗ để mà chạy vào, một cái phòng để là quyền năng của Chúa, còn một cái phòng để bên đây là lòng thương xót và yêu thương. Bây giờ mở cửa chạy vào thì chạy cái phía bên này hay chạy phía bên này? Chạy về lòng thương gì? Sao vậy? Tại sao chạy về phía cái nhà đó nhiều hơn? Là bởi vì thân phận của con là thân phận con người. Và con người thì yếu gì? Yếu đuối. Chóng đổi gì? Đổi thay. Vì thế, nếu cái điều cần nhất cho mình để khỏi mất đời đời, thì chỉ có một chỗ duy nhất mình chạy về. Đó là tình yêu và lòng thương gì? Thương xót. Còn quyền năng của Chúa thì thôi, lo làm gì cho nó mệt, lo con bò trắng răng. Chúa đầy quyền năng thì dư thừa rồi, hơi đâu mà phải vào trong đó thì mới bắt đầu ca tụng để thấy được quyền năng của Chúa đâu. Thấy không? Đồng ý không? Trên mùa vọng là mùa chạy vào trong cái khoảng khắc hiện tại để cảm nghiệm tình yêu của lòng thương gì? Thương xót. Đấy, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Đấy. Đấy là đêm nay, mình gọi là dạo nhạc. Đêm nay dạo nhạc, này có tí tí vậy. Thế thì bây giờ đó, một cái tâm tình nữa, rồi sau đó đó, sẽ để cho anh chị em được nghỉ ngơi và chúng ta được đặt câu hỏi, rồi chúng ta giải tán, rồi mai chúng ta lại tiếp tục, đồng ý không? Thế thì bây giờ đây là vào một tâm tình khác, bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Mệt chưa? Tối nay mà thức đến 1 giờ sáng thức được không? Được. Nói chuyện giỡn. Không dám đâu đó. Rồi, bây giờ kể chuyện này nha. Thích nghe chuyện không? Thích nghe chuyện không? Tại tôi là người nhiều gì? Nhiều chuyện. Và ở với những người lắm gì? Lắm chuyện. Mà ngồi đây lại thích hóng gì? Hóng chuyện. Đấy, thế thì chúng ta là tâm đầu ý hợp. Đấy. Kể cả các sư. Các sư, lạy Chúa thầy. Sương các sư lắm ấy. Tôi thương các sư mến thánh giá cái nhum là bởi vì thưa anh chị em về này chỉ có một nơi duy nhất ở miền Nam mà họ nói ngọng y như người Bắc là dòng mến thánh giá ở gọi là cái nhum, bởi vì cái nhum ấy thì nếu mà nói không khéo là cái chum. Là cái thứ nhất. Là cái thứ hai nữa là dòng mến thánh giá cái nhum thì ở một cái vùng người ta là gọi vùng bến gì? Bến Tre. Ở đấy có ai biết Bến Tre không? Bến Tre khu đất nhiều dừa lắm. Về nhà các sơ cháu uống dừa tối ngày sáng đêm. Lạy Chúa tôi uống tối mặt tối mày luôn. Các sơ còn bảo cha chịu khó uống nước dừa cho da cha nó đẹp, nó mịn màng.
Dạ chào nó sáng. Thế tôi bảo cảm ơn sư vì tôi từ trước giờ ở trong bóng tối. Thế thì nói gì quên mất rồi. À, Bến Tre là cái nơi duy nhất nói ngọng giống người Bắc. Người Bắc có một cái vùng người ta gọi nói ngọng. À, người ta gọi là vùng Bùi Chu Phát Riệm. À, cái chữ D không đọc là cái chữ R. À, chỗ đó là cái chỗ mà Đức Cha Năng, tức là anh của anh Trung ở đây này. Đấy, Đức Cha Năng là vùng Phát Riệm ấy. Ở đấy chuyên môn nói ngọng thôi. À, cái chữ TR không bao giờ nói được. Không bao giờ nói được, cho nên Bến Tre thì không ai nói Bến Tre mà là Bến Tè. À, và người Bắc cũng gọi là nói ngọng y như thế. À, đấy. Cụ Trùm thì không có nói cụ Trùm mà cứ cụ gì, cụ Tùm. À, Tùm nhớn, Tùm bé. À, thôi thì quay trở lại vấn đề, nhưng thôi lại lạc đề. Thế thì, cái chuyện thế này. Có một lần kia, nhân chuyện mùa vọng nói đến tình gì? Tình yêu và khoảng khắc của hiện tại. Thưa anh chị em, không biết anh chị em nghe cái điều này chưa, mà có thể anh chị em nghe rồi, nhưng mà tôi muốn lặp lại. Cái đêm hôm đó cũng như ngày hôm nay vậy. Sau một cái buổi sinh hoạt rất làm sao vui với các em sinh viên, rồi thì chúng nó đến, nó gặp cha để nó bảo: thưa cha, lâu lắm chúng con không có được làm hòa với Chúa, đêm nay chúng con cầu nguyện sốt sáng, cha hướng dẫn và cha tạo cái bầu khí. Cho nên là tối ngày hôm nay có một số người đã đến gặp cha, và có những đứa đó em nó lâu ngày nó không đi xưng tội. Thế thì tôi mới dành giờ cho chúng nó, rất là vui vẻ, thích lắm. Thế thì lúc đó nó về hết rồi, tôi phải lo cái công việc là khóa cửa. Thú thật với anh chị em, ở bên chỗ tôi đấy, nó không giống như bên đây đâu. Một vị linh mục là vừa làm linh mục này, vừa làm đầy tớ này, vừa là thư ký này, mà vừa là người nấu bếp này, vừa là người gác gian này, vừa là người quét dọn này, vừa làm cha này, vừa làm mẹ với các em sinh viên, có mình tôi. Nó về hết thì nó bỏ hết mọi cái, xong tôi phải đi đóng cửa giả hết, thì trong tôi mới vào trong thầm thị, tôi mới nói lạy Chúa: Chúa ban cho con một đêm thật trọn vẹn, Chúa ban cho con một cái gọi là cái bầu khí mà trong lòng con cảm thấy một niềm vui nó len lén trong con mà không diễn tả được, chỉ biết tạ ơn Chúa thôi. Thì tôi mới đóng cửa xong, tôi mới đi ra ngoài cái chỗ đậu xe. Thì tôi bắt đầu gọi làm sao lên máy xe để mà gì về. Thì lên máy xe cái thì máy rồ lên chạy. Tôi chưa có kịp lui cái xe ra thì cái máy xe nó đang chạy như vậy, nó đang lên chạy, nó lại chạy máy lên đấy. Thì nó đang lên cái đà của nó. Xong rồi tự dưng mình mới vừa để cái chân của mình vào cái gọi là cái bàn đạp để cho nó em nó thả cái ga ra, nó thả cái rồ ga ra để nó lên cái sức để nó rùi ra. Thì tôi vừa lùi cái xe ra được chưa được khoảng độ được có vài thước à, thì xe nó bắt đầu nó cứ từ từ ngừng luôn. Xong rồi tôi bắt đầu tôi bảo: quái đản, cái xe này chạy bao nhiêu ngày đâu có gì đâu mà tại hôm nay sao mà nó lại vừa nó chạy nó cái ngừng. Tôi bảo là hết điện, hết xăng hả? Đấy, hồi đầu tôi cũng tưởng hết xăng. Tôi nhìn không thấy bình xăng vẫn đầy. Rồi tôi bảo thôi chết rồi, hết bình gì? Bình điện. Chuyện đó dễ xảy ra lắm. Mà nhất là các vị linh mục như tôi, cái tuổi của tôi giờ là cũng hay nghễnh ngãng. Thú thật với anh chị em thì cũng gọi là U70 này đấy. Đấy, thành thử ra là 60 mấy rồi đấy. Chúa rồi tớ 60 mấy đi. Thế tớ mới đem, tớ mới lùi ra xong nó em nó ngừng. Tôi bảo thôi hết điện rồi. Tôi bảo thôi thì chuyện hết điện là thường. Thì ra tôi đem tôi quên tắt cái gì? Tắt đèn. Và vì vậy cho nên là cái xe của mình khi mà nó em nó không có bình điện để nó chuyển vào trong cái máy á, thì nó không có chạy được. Và vì thế cho nên cuối cùng tôi mới gọi phone cho một em, nó đến nó mang cái xe đến để tôi mới câu điện từ cái xe của nó. Thì khi câu điện vào thì nó làm sao? À, nó chạc vào trong cái bình điện. Thế là thôi, xe lại bắt đầu rồ máy lên, chẳng có chuyện gì cả. Thế tôi chia tay nói xong rồi: hồi con về đi. Thế vừa nó ra, nó về xong cái
Tôi vừa ấy lại lui xe ra, lui chưa được vài thước, nó lại y như thế. Tôi bảo lạy quái Chúa, tôi quái đản. Cái này hay là Chúa gửi ma quỷ đến nó thử thách người công chính. Gớm, nói như thế thật vậy ha. Thế thì tôi mới bảo chứ, tôi mới nhìn đồng hồ vào. Ở bên tôi đó là xong công việc xong là tôi trước, không có ngày nào mà tôi đi ngủ trước gọi là 1 giờ sáng bao giờ. Bởi vậy nhà tôi các cha, nhà tôi bảo nhà của tôi có các cái loài chim thì ai cũng là họa mi và sơn ca, chỉ có một người ở trong nhà này nó là con quạ. Về đêm nó mới về. Thế thì tôi mới bắt đầu nhìn đồng hồ vào 11 giờ đêm rồi, tôi mới bắt đầu Chúa là đấng oái oăm vô cùng. Giờ này chữa chó về. Chúa rỗi hơi ha. Rảnh quá ha. Tôi đùa đùa vậy thôi, xong rồi tôi chẳng nói gì. Thế thì tôi bắt đầu sao bảo thôi, xe nó hư như vậy, nó hết bình điện chắc là nó chết lâu ngày thôi. Chẳng có suy nghĩ nữa. Tôi tắt cái gì? Tắt điện đi. Xong tôi đẩy cái xe nó vào trong cái parking, cái chỗ mà tôi đậu xe. Xong rồi tôi làm sao? Tôi lại gọi cái thằng học sinh, thằng sinh viên nó ra. Nó hỏi chứ, ủa cha đó hả? Cha chưa về à? Dĩ nhiên nó là nó phải nói tiếng Mỹ, nói tao chưa có về. Mà tại sao cha không về thì còn đứng làm gì nữa? Bảo chê xe nó chết rồi mà. Cha nói giỡn này, nói thiệt, bảo cha nói thật ấy. Bảo ở phải cha đứng đó còn sẽ tới ngay bây giờ. Nó tới nó chở tôi về nhà. Tôi làm dấu tôi đi ngủ một cách bình an, ngày mai sẽ gọi là hãng bảo hiểm tới nó câu cái xe đi rồi đem về chỗ cái chỗ sửa xe, họ sửa cho thay bình điện là xong thôi. Thì sáng ngày hôm sau tôi nhờ người chở tôi đến cái gọi làm sao, cái parking, cái bãi xe, cái chỗ mà chúng tôi sinh hoạt của các em sinh viên, chỗ nhà xứ đó. Và cái người câu xe đó, của cái hãng câu xe đó, sau khi ông mới mở cái nắp gọi làm sao, cái nắp xe lên, ông mới kiểm soát hết một lượt xong rồi ông mới nói với cha, mới nói tôi một điều về. Nè tôi nói cho ông nghe nha, ông có biết cái xe của ông bị cái gì không? Thì tôi nghĩ bụng thế bà, thì xe của tôi nó hư chứ còn gì nữa. Ông nói, thì đúng rồi nó hư đó. Tôi mới hỏi, cái bình điện phải không? Ông nói đúng rồi, bình điện của ông á, nó đến thời viên mãn cho nên... cho nên ông phải thay nó thôi. Thế tôi bảo thì cái chuyện nó có gì lạ, tôi biết từ tối hôm qua rồi. Tôi đang ngồi tôi cứ cười trong bụng, tôi bảo xưa rồi Diễm ơi. Ông làm cho một câu thứ hai. Thưa ông, bình điện của ông chết, đó là một vấn đề rất nhỏ của cái xe của ông. Cái vấn đề lớn nhất của cái xe của ông không phải chỉ có bình điện. Lúc bây giờ rùng. Và ông nói cho một câu, ông có biết cái bình chuyển từ bình điện của ông qua cái bệ bộ phận để mà chuyển biến điện nó bị hư không? Nó chết hoàn toàn không? Nó gọi là cái alternator. Và ông nói thế này, và khi nó hư nó không có dấu hiệu gì cả. Và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và tôi bắt đầu khựng lại. Và anh chị em biết điều gì không? Lóe lên trong ý nghĩ của tôi. Tôi thầm thị cảm ơn Chúa, lạy Chúa, còn tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã cứu gì? Cứu con. Bởi vì từ cái bãi parking đó mà đi ra cái đường cao tốc á, nó chỉ bằng từ đây ra cái gọi đầu đường của nhà thờ mình thôi. Và anh chị em thử tưởng tượng nó không hư và nó chết ngay tại cái bãi parking đấy, mà đợi cho lúc tôi lái xe ra cái gọi làm sao đường cao tốc, mà đường cao tốc ở bên đấy đó chạy với vận tốc có thường là 120 cây số một giờ. Cho nên là anh chị em thử tưởng tượng nếu tôi chạy với một cái tốc độ như vậy mà bỗng dưng đùng một cái bộ phận đó nó ngưng, và khi nó ngưng thì điện không chuyển vào thì cái xe nó làm sao? Nó dừng lại. Và với một cái tốc độ đó thì xe nó có dừng lại ngay không? Dừng. Và nó sẽ làm sao? À xoay. Và tôi bắt đầu vào lạy Chúa thôi. Tạ ơn Chúa vì đã không để cho con chết một cách mất thẩm mỹ. Lạy Chúa thật đấy chứ. Nó quay một vòng như thế này, lúc mà nó ngừng một cái thì làm sao?
Này Chúa, tôi nhìn không có đẹp đâu. Tớ phải nằm làm sao cho nó đẹp đẽ chứ này. Mà nếu trường hợp mà nó không có gọi là quay, mà nó cứ từ từ nó ngưng, thì nó ngưng ngay ở giữa đường cao tốc, thì cái xe ở dưới kia lên với vận tốc thì tôi cũng gì? Cũng mất thẩm mỹ. Và nếu tôi có bước ra khỏi cái xe đó mà tôi có thể chạy từ cái chỗ đó mà vào trong cái gọi là cái phía bên lề đường, thì với cái vận tốc nhanh ở dưới chạy lên thì tôi cũng không thoát được, cho nên lại càng chết mất thẩm mỹ hơn nữa. Và lúc bây giờ tôi mới bảo chết tươi ăn năn tội không kịp. Thế thì anh chị em nghĩ là đêm đó có phải là phép lạ với tôi không? Đúng không? Vì tôi được Chúa cho gì? Cho sống. Đúng không? Xưa rồi Diễm ơi. Đêm hôm đó khi tôi quay trở về nhà tôi cầu nguyện. Đêm hôm đó khi tôi quay về nhà tôi cầu nguyện. Và tôi chợt nhận ra điều này. Con tạ ơn Chúa vì không phải Chúa cứu con được sống. Bởi vì nếu đêm hôm đó mà Chúa gọi con trong khoảnh khắc đó, thì đêm hôm đó là đêm tuyệt vời nhất của con. Vì con sẽ còn một ký ức rất sáng, rất rõ khi con được đến với Chúa, là ký ức đêm đó của con tràn ngập tình yêu, tràn ngập niềm hy vọng và tràn ngập cảm nghiệm của lòng thương gì? Thương xót của ai? Của Chúa. Từ ai? Các sinh viên. Cả một cuộc đời. Cả một cuộc đời. Mà nếu đến với Chúa mà không có một cái sự gọi làm sao cảm nghiệm của yêu thương, cả một cuộc đời để mà rồi đến với Chúa không có một cái gì nhắc nhở trong ký ức của tâm thức của mình là đã có một khoảng khắc. Một khoảng khắc. Nên nhớ nhá, Chúa có gọi thì Chúa gọi trong khoảng gì? Khoảng khắc. Và trong khoảng khắc đó mà không có một cái kinh nghiệm, không có một cái cảm nghiệm sâu xa, không được một lần hạnh phúc trong yêu thương, không được một lần vui sướng mà ta gọi là trong Chúa và có Chúa, thì tôi hỏi anh chị em, lời lãi cả và thế gian được ích gì? Đồng ý không? Cho nên kinh nghiệm đêm đó dạy cho tôi điều này, là hãy để trong từng khoảng khắc hiện tại của mình được chiếm hữu trong tình yêu, để khi mà một ký ức rõ nét nhất mà mình dành cho Chúa, hoặc là dành cho nhau, hoặc là dành cho người thân yêu của mình, đó là một ký ức của tình yêu tuyệt gì? Tuyệt vời. Rồi một câu chuyện nữa. Chỗ tôi có một số các cha già về hưu. Có hai cha đó tôi không kể tên chi. Ngài ở cùng một cái gọi là cái nhà hưu. Hai ông có hai cái phòng thì cũng san sát với nhau. Cái ông này thì ho, thì ông kia thì ngáy. Và cứ như vậy thì cứ ông ngáy, ông ho. Tạo lên trở thành một cái dàn nhạc rất gì? Giao hưởng rất là gì? Nói ít thì hiểu nhiều. Thế thì hai ông già thì phải chịu đựng nhau thôi. Và thôi thì bây giờ chịu đựng nhau. Thôi chịu đựng. Thế thì bây giờ mới bắt đầu chịu đựng nhau. Thì một ngày kia không thấy cái ông kia ngáy nữa. Thì cái ông ở bên này đến cái giờ đó không thấy hắn, không thấy tiếng ngáy. Thế 3 giờ sáng lệ khệ lên mà cũng không biết là ông bên kia ông như thế nào. Thì ông lại bắt đầu làm sao? Lo. Nửa lo lại nửa gì? Nửa sợ. Thế là ngồi dậy bắt đầu làm sao? Hò. Hò. Hò để làm gì? Ra hiệu xem ông kia còn gì? Còn ngáy không? Thì thấy hò một hồi không thấy ông kia ngáy. Hoảng hốt sợ quá. Lấy ngay cái dép. Liệng một cách gọi làm sao mạnh mẽ vào cái gì? Cái cửa. Để làm gì? Để gây cái tiếng gì? Tiếng động. Thì ông vừa lấy hết sức, ông cầm cái dép, ông vứt cho một phát vào trong cái gì? Cái cửa.
thì bên kia bắt đầu làm sao? Bắt đầu khoảng khắc của hiện gì? Hiện tại. Đấy. Thế thì ông này mới bắt đầu nói chứ là sống chết gì cũng bảo làm cho tớ sợ gần chết. Ông kia mới bảo ấy chứ là gần chết rồi mà còn sợ. Nghe thì đấy, để nói cho mà nghe, khoảnh khắc hiện tại là một khoảnh khắc mà người ta chú ý và quan gì? À, quan tâm đến nhau. Đấy. Cũng giống như có một cha già chỗ tôi, lại chuyện cha già. Cha già này lạy Chúa tôi vui lắm Ngài, không có hỏi cái gì, Ngài chỉ nói có một câu thôi. Mà Ngài lạy Chúa từ khi Chúa gọi Ngài làm linh mục cho đến khi Ngài chết, Ngài dâng thánh lễ, chẳng ai muốn đi lễ của Ngài cả. Anh chị em có kinh nghiệm đó bao giờ chưa? Thế thì hỏi tại sao vậy? Vì Ngài không có khiếu chia sẻ, mà Ngài nói cái gì chỉ nói một giọng thôi, nói một cái tông thôi. Thưa cha, cháu khỏe không? Khỏe. Hôm nay cháu khỏe làm sao? Khỏe hơn ngày hôm qua và yếu hơn ngày mai. Thế lần đấy có một cái người đấy, họ mới đến, họ bảo thưa cha, gia đình chúng con mới có người qua đời, cha quản nhiệm thì sẵn sàng làm lễ ăn táng, nhưng mà không có giờ để đi ra ngoài nghĩa địa, thế thì xin cha ra nghĩa địa cho gia đình chúng con được không? Thì anh chị em biết Ngài trả lời làm sao không? Ngài bảo việc ra nghĩa địa trước sau cũng phải ra, nhưng ngày hôm nay không phải là ngày. À, vỗ tay rồi. Gia đình người ta chỉ có mời đi ra ngoài gì, làm phép gì, làm phép mộ. Người ta bảo là xin mời cha ra nghĩa gì, nghĩa địa. Mà Ngài thì Ngài nói một câu, việc ra nghĩa địa trước sau cũng phải ra, nhưng mà hôm nay không phải là ngày. Nói tóm lại hai điều mà chớ: trước kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi gì, mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen. Một lần nữa xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Đêm nay là dạo đầu chỉ có vậy thôi không? Đêm mai là sẽ bắt đầu lịch sử cứu độ của Chúa bằng câu chuyện của gia đình nhân gì? Nhân loại. Tình chỉ đẹp khi tình còn gì? Giang dở. Thế thì trước khi mà cho anh chị em giải tán đó, thì bây giờ cho phép đặt câu hỏi. Thế thì bây giờ tôn trọng nhau nhé. À, hiếm dịp lắm mới được hỏi đấy. Không có cái gì gọi làm sao, không có câu hỏi nào dở cả. Chỉ có những người dở hơi không bao giờ hỏi. À. Có những người dở hơi không bao giờ hỏi, xong đợi lúc về rồi bắt đầu gì? Hỏi. À, thật, dở hơi ơi là dở gì? Dở hơi. Thế thì bây giờ từ ấm nọ đấy, ấm ức điều gì, không hiểu biết điều gì, muốn chia sẻ với lại gọi là giáo hội, xin giơ tay lên. À đấy. Đấy, để mà được học hỏi. Ừ. Rồi, không muốn hỏi hả? À. Rồi, muốn hỏi không? Không hỏi hả? Ờ à, thôi để nói tiếp. À, giờ muốn tôi nói tiếp không? Ok rồi. Ok rồi. Giờ nói tiếp nha. Trong Giáng sinh đó, đêm Giáng sinh có ba câu chuyện Giáng sinh. Ở đây có ai biết ba câu chuyện Giáng sinh không? À, thứ nhất là chuyện Giáng sinh kể về đằng bố. Thứ hai, kể chuyện Giáng sinh theo về phía đi đằng mẹ. Thứ ba, kể chuyện Giáng sinh không phải về bố, về mẹ, mà về từ thuở đời đời. Cũng giống như Phạm Duy có một cái bài hát, là bài hát, là bài ca sao ấy. Yêu nhau từ thuở mẹ về với cha, yêu nhau từ thuở xa xa, rồi yêu nhau từ thuở ý tình ra tình vào.
Đấy, thì những cái câu giạt rào như vậy. Thế thì câu chuyện Giáng sinh có 3 câu chuyện ở trong Thánh Kinh. Và nếu có một cái hình ảnh trọn vẹn nào mà chúng ta có là cái cảnh hoang đá ở ngoài kia đó, thì chỉ có một điều như thế này, là chúng ta phải nhờ cả 3 câu chuyện Giáng sinh này thì nó mới làm trọn vẹn được cái hình ảnh hang đá mà chúng ta thấy thường bày ở ngoài nhà thờ, hoặc là trong những đêm Giáng sinh, hoặc là mùa Giáng sinh. Thế thì để kể những cái câu chuyện đó cho anh chị em hiểu đó, thì tôi thiết tưởng để cho anh chị em có một cảm nghiệm như thế này. Thứ nhất, Chúa đến với chúng ta nhiều cách, nhiều lẽ, nhưng Chúa chọn làm người và ở giữa chúng ta. Mà làm người thì anh chị em thấy nó có những cái gì thuận lợi, hoặc là có những điều gì mà chúng ta cảm thấy không bất thuận. Làm người chỉ có một cái điều thôi, là được gọi làm sao? Được tiếp xúc, được nói, được cảm nghiệm, được sống với lại tất cả gọi làm sao thế giới của giác quan của mình. Nhưng mà ngược lại, làm người có giới hạn không? Có. Làm người thì sao? Có buồn, có gì? Có vui. Có ngày nắng, ngày gì? Ngày mưa. Và làm người thì đôi khi chúng ta cũng có làm sao? Có lúc chúng ta đau khổ và có lúc chúng ta gì? Hạnh phúc. Có không? Có. Và chính cái việc mà làm người như vậy thì Chúa đã chọn đến với chúng ta. Thì câu chuyện Giáng sinh ấy, câu chuyện Giáng sinh ấy, nó được kể nhiều cách. Nhưng mà tôi xin kể một cái cách như thế này để anh chị em hiểu. Trước khi để anh chị em được thấy qua lăng kính của Thánh Matthew hay là của Thánh Luca, thì tôi xin kể với anh chị em một cái câu chuyện là chuyện có thật mà tôi sống, để chúng ta hiểu một phần nào cái tâm tình mà Chúa dựng nên qua tạo vật, mà qua tạo vật thì chúng ta thấy được cái hình ảnh của Giáng sinh của Chúa. Cái năm đó ở nhà tôi đó, năm nào cũng vậy, thường thường là vào cái mùa đông, tức là cái khoảng mùa này này, thì ra ở đằng sau, cái phía đằng sau nhà của các cha đó là có một cái hồ bơi. Cái hồ bơi, thế thì cái hồ bơi đó đó, vào mùa đông thì nước thường thường nó lạnh, mà cứ xuất hiện hàng năm vào cái khoảng tháng 11 thì chúng tôi bắt đầu thấy các cái công viên ở ngay sát nhà đó, nó đầy hết tất cả loại chim, loại vịt, nó quay về đầy kín cái công viên luôn anh chị em. Mà có những con vịt nó đẹp lắm, cái lông sắc của nó mình thấy có nhiều con nó rất lạ. Mà bên đó nó cũng có cái hay là vậy này, thú vật nó về thì cũng chẳng có ai người ta quá ư người ta để ý tới, mà người ta để ta tôn trọng thiên nhiên cho nó đến. Thì anh chị em biết làm sao mà nó đầy hết chim vịt không? Có ai biết không? Có ai biết không? À, anh chị em không biết. Là các cái loại chim, loại vịt cứ đến mùa đông là nó bay từ cái chỗ lạnh để nó về chỗ gì? Chỗ ấm. Và nó có một cái gọi là Chúa dựng trong nó, có một cái giác quan, hay là có một cái mình gọi làm sao nhỉ? À, có một cái bản năng mà Chúa dựng trong lòng của nó, và nó có thể tự tìm đường, nó bay về cái nơi ấm áp và nó nhớ cái tuyến đường của nó đi. Cho nên cứ năm nào đến khoảng thời gian đó là nó bỏ chỗ lạnh rồi nó về chỗ gì? Chỗ ấm. Mà nó tá túc ở trong các cái công viên. Được cái ở bên đó, đó thì công viên đó, người ta rất tôn trọng. Tôi cứ nghĩ bảo bây giờ công viên đó mà như ở bên đây mà nó về thì không biết một đêm này. Sẽ được mở các cái tiệm gọi là tiết canh. À, thế thì kể chuyện cho nghe về này. Vịt nó về đó, thì có một cái cặp, một cái cặp vịt về, mà tôi không biết là đực hay mái, mà năm nào cũng thấy nó bay về 5 năm liên tiếp anh ạ, anh chị em. Cuộc sống của con vịt nó có thể nó không có sống lâu đâu, nhưng mà tôi biết rõ là 5 năm liên tiếp nó về. Và cứ cái khoảng cuối tháng 11 là nó bay về, và nó đem nó tá túc ở đằng sau cái sân của các cha, nhà của các cha, chỗ tụi tôi ở. Và tôi biết nó là cái cặp đó là nó về hàng năm, là bởi vì cái lông của nó đó, khi mà nó về cái năm đầu tiên đó, hai cái con vịt này đó, nó còn trẻ, nó còn non lắm, mà trông thấy nghĩa là cái lông của nó đó, cái vết màu của nó đó, thì tôi nhớ cái vết màu của nó, nó em cái cách mà nó đem nó sắc màu của nó, màu xanh với màu vàng với lại màu đỏ, nó em nó hòa quyện với nhau, nó có một cái đường nét
Mà tôi biết đó là cái cặp đó là năm ngoái đã về đấy rồi. Cho nên là 5 năm liên tiếp. Thế thì thấy hai cái con vịt này lúc nào nó cũng bay với nhau. Tôi cứ mường tượng và chắc nó là tình nhân. Hay là một con là con vịt đực, một con là con vịt gì? Vịt mái. Thế thì tôi cũng chẳng để ý. Mà lúc nào nó cũng đi với nhau anh chị em ạ. Cứ tháng 11 nó về. Đến tháng 3 thì nó bắt đầu gì? Đi mất. Không thấy. Đến năm thứ tư đó thì nó quay trở về. Tự dưng các cha thấy có một cái gì lạ. Là đêm hôm đó tự dưng nghe cái tiếng quạc 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 quạc. Mà không phải chỉ có hai con đực và con mái. Mà tự dưng thấy một bầy khoảng gần 16 con vịt con. Mà nó bay về. Nó đẻ trứng ở ngay tại cái miền ấm. Về sau mới biết nó đẻ trứng ở trong cái gọi là cái khu nhà của mình, ở trong cái góc vườn của mình. Và nó về đó nó ấp trứng. Cái năm đó nó về sớm lắm, nó ấp trứng bao nhiêu tháng trời như vậy mà không ai biết. Rồi đến tự dưng một ngày đó, cái tự dưng thấy nguyên một bầy vịt, một bầy với con vịt nhỏ đó, nó chip 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 chip. Thế là nó bắt đầu nó làm sao? Nó đi theo bố mẹ nó và nó đem nó xuống cái hồ bơi của các cha nó bơi. Các cha thấy mấy con vịt nó bơi thì thích không? Thích. Tại sao vậy? Vì sắp được một bữa tiết canh ngon lành à? Thế thì thấy nó ở ngay cái hồ bơi đấy thì các cha thấy dễ thương. Các cha bảo nó cũng lạ mắt mà cái phòng của tôi làm việc nó nhìn ra cái hồ bơi đấy. Thế tôi rất là thích, thì tôi cứ bảo tạ ơn Chúa nhìn thấy cái cảnh thiên nhiên như vậy mà thấy con vịt mái để con vịt đực để nguyên một đàn con, trông thấy lòng của mình thêm ấm gì, ấm áp. Và những đêm về lại cảm thấy cô gì, cô liêu. Cứ tối lên cứ 2 giờ sáng nó cứ nhặng lên, nó đói ăn thì nó cứ nhặng bố mẹ, nó cứ chíp 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 chíp, làm lòng mình lại cảm thấy gì, đau quặn. Rồi bảo chứ mày im mồm cho tao ngủ. Thế thì thưa anh chị em, đâu khoảng một tuần thì tự dưng, thưa anh chị em biết gì không, mấy con vịt con cứ mỗi một ngày thấy chết vài con. Và nó chết dần như vậy. Từ 16 con nó chết còn có khoảng 9 con. Các cha bắt đầu thấy hoảng. Không biết tại sao mà nó chết. Anh chị biết tại sao nó chết không? Nó đói à? À không, nó về đấy là nó ăn mấy con vịt khác. Nó bay từ cái xứ lạnh nó về xứ ấm. Nó ở trong công viên, nó đi tìm đồ ăn đồ uống. Nó không đói. Nó chỗ ban cho run, là nó kiếm được đủ đồ ăn. Anh chị biết tại sao nó chết không? Nó uống nước ở trong cái hồ bơi. Và nước trong hồ bơi thì có cái gì? À, có thuốc tẩy. Và vì vậy con vịt con nó chết. Thì các cha thấy vậy tội nghiệp quá, bảo nếu mà để nó ở đây trông nó đẹp thật, nó xinh thật, nhưng mà tàn nhẫn quá. Mới gọi cho cái điện thoại văn phòng bảo vệ súc vật để xin họ tới, họ chỉ cho người đến để vác đi. Thì họ trả lời như thế này: ông phải mang nó đến cái khu mà người ta bảo tồn sinh vật ở ngoài đồng và sinh vật gọi là hoang dã. Và ông phải mang đến đó để cho nó tá túc ở đó. Nó có một cái khu riêng người ta dành ở đó, và người ta đem người ta mua một khu đất riêng của tư nhân. Và người ta có một cái chu vi ta bảo vệ chung quanh để cho những cái loài thú nó được sống ở trong đó. Đến cái mùa mà nó làm sao ấm áp thì tự nó đi vào thiên nhiên nó đi. Thì từ cái nhà tôi mà đến đó đó, thưa anh chị em, phải lái xe gần 2 tiếng. Mà anh chị em biết rằng là bây giờ đó, cả nhà năm cha túa nhau là đi bắt từng con vịt một. Cứ bắt từ một con thì một con nó chạy. Trong cái cảnh nó buồn cười vô cùng. Năm ông được rựa không biết bắt vịt. Đến lúc bắt được 10 gần chục con vịt, cả vịt bố vịt mẹ, mồ hôi mồ kê nhễ ngại, cho nó vào trong cái gì? Cái thùng. Thì định gọi làm sao cho gọi là bố mẹ vào luôn. Nhưng mà khi cho bố mẹ nó vào trong cái thùng thì bố mẹ nó vùng vẫy. Thế là bắt đầu các cha bảo thôi cái kiểu này nếu nó vùng vẫy như vậy thì nó chết mất, và con nó cũng chết. Thế là rút cuộc phải cho bố mẹ đi gì? Đi ra. Và bắt hết 9 cái con vịt còn bé đó cho vào cái thùng nhỏ nhỏ, bỏ vào trong sau xe. Rồi thì lái đi.
Và mình tưởng mình lái đi thì xong chuyện gì, phải không? Anh chị em biết chuyện gì không? Bố mẹ nó đi gì? Bay theo. Và khi nó bay với cái tốc độ trong thành phố nó vẫn bay theo được. Nhưng mà khi đến ra đường cao tốc thì nó đi bay, đi nhanh quá nó bay không gì? Không kịp. Thế là bố mẹ nó lạc. Và đêm hôm đó bố mẹ nó quay về. Anh chị biết chuyện gì xảy ra không? Gần một tuần liên tiếp, bố mẹ, nhất là con vịt mái, nó kêu con nó cứ từ 12 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng, nó liên lỉ kêu 4 tiếng đồng hồ một tuần liên tiếp. Cái tiếng gọi con không bao giờ tôi quên được. Trong bản năng của một loài vật, Chúa dựng nên để thấy là có một cái tình yêu hướng về, mà khi đứa con nó không còn thì bố mẹ đi gì? Đi tìm. Liền lúc đó lóe lên trong đầu tôi, lạy Chúa, nếu con người lạc đàn và nếu con người đi mất, chỉ còn có một cách duy nhất mà Chúa đến để kéo con người về, là Chúa đã nhập vào đàn của con người, trở thành kiếp người, như thể đi vào một đàn gì? Một đàn ngỗng, một đàn vịt, để kéo con mình về. Và khi đứa con nó mất thì làm sao? Tiếng khóc thống thiết đi gì? Đi tìm. Thiên Chúa của chúng ta là vậy đấy anh chị em. Lòng thương xót và sự cứu độ bắt đầu từ cái chỗ là lạy Chúa. Chúa đã dựng con nên cho Chúa, và tim con không ngừng khao khát cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Và đó là một chân lý không thể thay đổi được. Đó là một điều mà chúng ta phải học cho đến chết. Vì Chúa đến với chúng ta chỉ có một điều, vì Chúa đã là tình yêu, và tình yêu đó lớn hơn tình yêu của một người cha và một người gì? Một người mẹ. Và đã là cha là mẹ thì đến ngày hôm nay ngồi ở đây, ngày mai sẽ bắt đầu dạy cho cái cung cách làm cha làm gì? Làm mẹ, trong cái cách nhìn của ai? Của Thánh Kinh. Đồng ý không? Thì đêm nay dạo nhạc đến đây thôi. Chúng ta tạ ơn Chúa. Ngày mai sẽ kể chuyện gọi là câu chuyện Giáng sinh theo ngã của mẹ, để nhờ đó chúng ta được thông tỏa hơn nhé. Thế thì bây giờ đêm nay chúng ta kết thúc ở đây là đúng 8 giờ để chúng ta gọi là nghỉ ngơi. Thế thì bây giờ chúng ta đứng lên, chúng ta dâng một lời nguyện, rồi chúng ta sẽ hát một bài hát. Chúng ta sẽ hát bài hát Nguyện Mùa Vọng. Đó, chúng ta sẽ dùng cái bài hát đó để chúng ta xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Một lần nữa nha anh chị em nhé, chúng ta tôn trọng nhau và đừng có gọi là di chuyển nhiều. Đi sớm một tí cũng không chết đâu, mà về muộn một tí cũng không chết đâu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, đêm nay Chúa đã cho chúng con về với Chúa trong tình yêu của gia đình. Chúa đã dạy cho chúng con cảm nghiệm được thế nào là sự hiện diện trong khoảnh khắc của hiện tại. Chúa đã tỏ cho chúng con biết lòng thương xót của Chúa là bao gồm cả những lúc chúng con cảm nhận ra những bóng tối và yếu đuối của chính mình. Chúa dạy cho chúng con sự kiên nhẫn để làm con của Chúa. Vậy lạy Chúa, xin giúp cho chúng con chuẩn bị trong mùa vọng này bằng chính sự kiên nhẫn, ao ước, hy sinh của cuộc đời của mình làm cha, làm mẹ, làm con cái trong gia đình, trong những nỗi đau và những mất mát. Xin để cho chúng con được hòa quyện trong yêu thương của Chúa, và đừng để chúng con phải lìa xa vào Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin những điều này nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Từ Chúa. Từ trần gian con ngước trông lên, Chúa ơi, cầu xin hay mưa đấng thiên sai. Chúa ơi, nghe lời van thiên tha.
và đêm con vẫn van xin Chúa thương Ngài ban ơn cứu rỗi yêu thương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ. Xa xôi cõi trần mong Chúa là hùng đông phá tan mơ tôi qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương xóa tội trần gian xóa trần gian con ngước trông lên Chúa ơi cầu xin hay mưa đấng thiên sai Chúa ơi nghe lời con thiên tha ngày và đêm con vẫn trông xin Chúa ơi mẹ van ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Buổi tĩnh tâm đêm nay tạm chấm dứt. Chúc anh chị em được một đêm an lành. Tạ ơn Chúa. Trước khi anh chị em ra về, xin anh chị em làm một điều bác ái rất lớn. Các cái ghế xin đừng có di chuyển nó. Và hãy để nó vào cái vị trí mà mình đã ngồi trước đó một cách rất là tôn trọng. Rồi điểm thứ hai, Xin nghe. Điểm thứ hai, xin để tất cả các bài hát lên trên cái ghế đó để ngày mai chúng ta tiếp tục sử dụng. Chúng ta ra về có trật tự và xin đừng làm cho các cái ghế bị lay chuyển vì phải sắp xếp rất nhiều thời giờ. Một lần nữa, cảm ơn anh chị em. Chúng ta cho nhau một tràng pháo tay, chúng ta về với Chúa. Anh Trung ơi, ngày hôm nay tốt lắm.